Xin chào tất cả các bác, rất vui khi được gặp lại tất cả các bác. Đây là hình ảnh cầu vượt nút giao ngã tư Tôn Đức Thắng, quốc lộ 5 và đường máng nước sau 1 năm triển khai. Như vậy là cầu vượt nút giao Khâm Ức này thì cũng đã cơ bản hoàn thiện và đang đi vào những giai đoạn cuối. Trong video này, Hải Phòng chúng tôi xin mời tất cả các bác cùng cập nhật nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng cầu vượt ngã tư cơ điện và điện thể, cập nhật thêm với các bác dự án công viên cây xanh nút giao thông là cầu Bính đang được triển khai gần đây nhé. Ngã tư Tôn Đức Thắng, máng nước và quốc lộ 5, sau khi có thêm đường nối từ nút giao thông nào của Bính vào thì từ một ngã tư đã trở thành một ngã năm với mật độ phương tiện giao thông lớn, đặc biệt là cái tuyến quốc lộ 5 có rất nhiều container chạy qua. Chính vì thế thì tháng 1 năm 2023 thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã tổ chức lễ khởi công đầu tư xây dựng đầu tư nút giao thông khác mức tại ngã năm này với tổng mức đầu tư là khoảng 690 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng. Đơn vị thi công là liên doanh 3 nhà thầu bao gồm Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hạ tầng Khang Nguyên, Công ty Cổ phần Cầu 14 và Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc. Về quy mô thì hợp phần xây dựng cầu vượt trực thông theo hướng quốc lộ 5 Nguyễn Văn Linh với chiều dài khoảng 285m, rộng 19,5m, tường chắn cho đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 200m. Nút giao thông phía dưới bằng đảo xuyến có đường kính là 60m với 4 nhánh đường gom hai bên cầu vượt và các cái đường đi từ nút giao thông là cầu Bính, đường Tôn Đức Thắng, đường Máng Nước và có thêm một nhánh từ đường Vành Đai 2 sau này kết nối vào. Về cái hướng tuyến của cái nhánh đường Vành Đai 2 này thì chạy theo hướng trách về phía Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2 đấy các bạn. Chính là cái hướng chạy về cái thiết di động cũ nằm sát ngay ngã tư cơ điện nếu bác nào nhớ đấy. Với hợp phần đường nhánh hai bên nút giao thì một mặt cắt ngang mỗi bên rộng 9,5m gồm mặt đường và vỉa hè và vuốt dần kết nối với lại cái đường hiện trạng. Ở thời điểm hiện tại thì như vậy, đây chủ đầu tư đã hoàn thiện cái hệ thống cọc khoan nhồi, cọc dưỡng lực D500, triển khai 7 bệ mối trụ, 5 thân trụ. Cái hợp phần trụ chính thì thi công gần xong cái phần thân trụ và bắt đầu kéo cáp dây văng kia rồi. Do khối lượng công việc lớn rồi thi công trong cái điều kiện khó khăn như mặt bằng chật hẹp, vừa thi công lại vừa đảm bảo an toàn giao thông, nhưng các nhà thầu vẫn cố gắng đảm bảo tiến độ và công việc như theo kế hoạch. Dự kiến thì cầu sẽ hợp long trước Tết Nguyên Đán Giáp Thìn và đến tháng 7 năm 2024 thì sẽ hoàn tất. Về công tác giải phóng mặt bằng thì dự án với tổng diện tích đất thu hồi là khoảng 24.454m2, gồm 3 tổ chức, 139 hộ dân với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ được phê duyệt là khoảng 106,9 tỷ đồng. Bố trí 15 lô tái định cư cho 12 hộ dân. Ở thời điểm hiện tại thì còn lại 5 hộ dân có diện tích đất là khoảng 294m2 và 3 hộ dân sử dụng 19,5m2 đất hành lang giao thông là chưa chấp hành bàn giao đất, bàn giao mặt bằng để tiếp tục thực hiện dự án. Mặc dù đã được các cái ban ngành đoàn thể vận động thuyết phục nhiều lần, sắp tới thì huyện An Dương cũng sẽ có những cái kế hoạch triển khai kế hoạch cưỡng chế để đáp ứng được tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án. Ngược về phía nút giao thông Nam Cầu Bính này thì còn một cái dự án nữa như nói các bác, đó chính là dự án đầu tư xây dựng công viên nút giao thông Nam Cầu Bính với diện tích khoảng 2,2 hectare. Dự án này bao gồm sân, đường dạo, cây xanh,
hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, xây dựng đường tuyến phía đông nam của dự án và xây dựng cái hệ thống kè bờ sông Dế dài khoảng 196m. Dự án thì được chia làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 tập trung giải phóng mặt bằng ở cái khu đất của công ty cổ phần vật tư nông nghiệp 1 với tổng diện tích đất thu hồi là khoảng 1.5 hecta, và cái giai đoạn 2 là phần còn lại. Dự án có tổng mức đầu tư là trên 134 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của thành phố, và ở thời điểm hiện tại thì như các bạn thấy đây, công viên cũng đã có những cái hình hài cơ bản rồi. Như vậy là Hà Phát Nôn đã cập nhật nhanh với các bác tiến độ dự án cầu vượt ngã tư Cơ Điện và công viên cây xanh nút giao thông Nam Cổ Bính. Các bác thấy sao về tiến độ của hai dự án này? Để lại ý kiến ở phần bình luận để ủng hộ Hải Phát chúng tôi nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo. Xin chào.